Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, vừa qua có Phật tử gửi cho thầy một câu hỏi với nội dung như sau. Thưa thầy, có một người dân tộc tên là Thào A Tu, 52 tuổi, dân tộc Mông, sống tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, có khối u kỳ dị trên mặt, nhìn rất đáng thương. Được biết, khối u xuất hiện vùng má phải trên 40 năm. Khối u ngày càng to dần, gây biến dạng khuôn mặt, khiến ông gặp nhiều khó khăn và mặc cảm trong sinh hoạt hàng ngày. Do ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện đi khám bệnh, may mắn ông được các nhà báo phát hiện đưa xuống Hà Nội tìm gặp các chuyên gia tại bệnh viện đầu ngành về răng hàm mặt tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ để có kinh phí phẫu thuật. Ngày 1 tháng 12 2021, các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã tiến hành phẫu thuật. Sau 4 giờ phẫu thuật, ca mổ thành công tốt đẹp, đã loại bỏ khối u khổng lồ trên mặt. Không biết ông này bị quả báo gì mà phải chịu khối u hơn 40 năm như vậy. Khi đọc câu hỏi này á, thầy nhớ lại lúc còn tại gia, thấy người ta mỗi lần giết cá rô để nấu ăn thì họ để con cá ở trên cái thớt. Thì lúc đó con cá còn sống cho nên nó vùng vẫy rất là khó mà cào vẫy được. Vì vậy khi họ đặt cá lên thớt là lấy cái mặt của con dao đập vài cái vào đầu và mình con cá rô cho chết. Sau đó rồi mới đánh vẫy làm thịt. Thầy không biết những người bị bướu ở bên má như vậy có phải kiếp trước hoặc kiếp này thường giết cá và đập cá hay không? Đó là thầy nói theo suy nghĩ về nhân quả của mình. Vấn đề này đúng hay sai thì chưa dám quả quyết được. Vì thầy nghĩ người mà đập cá rô hoặc con cá nào đó thường là để cá nằm ở trên thớt, rồi sau đó mới đập đầu hoặc đập bên má của con cá đó. Nên bây giờ có lẽ là bị quả báo, mặt bị ung bướu như vậy. Theo tích truyện Pháp Cú, thời Phật còn tại thế, có một chàng trai tên là Tít Sa, sống ở Xá Vệ. Nghe Phật thuyết Pháp và đã giác ngộ và xin xuất gia. Sau khi xuất gia, đó thì vị sư này bỗng nổi mụn nhọt khắp thân thể. Lúc đầu thì những mụn nhọt này chỉ bằng hạt cải, rồi dần lớn thành hột đậu xanh, rồi cuối cùng lại to bằng cái quả nhãn. Lúc đó cái mụn nhọt nó vỡ ra và toàn thân vị sư lở loét rất là hôi thối, đau đớn đến tận xương thủy. Ai cũng sợ, không dám đến gần để chăm sóc. Y trong y ngoài
bị dính máu khô cũng giống như là cái bánh lưới vậy đó. Vị sư sợ làm phiền và ảnh hưởng đến đại chúng cho nên đã đi ra ngoài sân nằm, không dám nằm ở trong nhà. Đức Phật mới biết được nên đã đi đến nhà bếp nhờ nấu một nồi nước nóng rồi đem đến chỗ của sư Tích Sa. Các đệ tử thấy Phật làm như vậy mới đến phụ giúp. Đức Phật nói mọi người đổ nước nóng vào cái chậu rồi pha thêm nước nguội cho nóng. Ngài bảo các thầy tỳ kheo cởi y bên ngoài của Tích Sa ra rồi đem giặt nước nóng xong rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó Ngài dùng nước ấm tắm cho Tích Sa. Tắm xong rồi mặc y nội y ngoại đầy đủ, Phật cùng chư Tăng đỡ Tích Sa nằm xuống. Tích Sa lúc đó rất là cảm động về việc làm của Đức Phật và chư Tăng. Sau đó thì Tích Sa đã chứng được quả A-la-hán rồi viên tịch. Các đệ tử mới thắc mắc, không biết là vì sao Tích Sa lại bị căn bệnh đau đớn như thế, và tại sao Tích Sa lại chứng quả A-la-hán trước khi viên tịch. Thì Đức Phật liền kể lại tiền kiếp vào thời Đức Phật Ca Diếp. Lúc đó Tích Sa là người bẫy chim, ông bắt được rất là nhiều chim đem đi bán. Do chim nhiều quá nên giết đi để lâu á, thì nếu không bán được thì sẽ bị hư thối. Cho nên ông mới nghĩ ra cách là bẻ xương chân và xương cánh của chim để chúng không có bay được mà vẫn còn sống. Thì như vậy ông có thể đem chim đi bán từ từ. Một hôm ông chuẩn bị ăn cơm thì có một vị A-la-hán khất thực đi ngang nhà. Ông liền phát khởi tâm thành kính, muốn cúng dường cho Ngài. Thì ông liền đem thức ăn dâng cúng cho vị thánh tăng này. Do nhờ công đức cúng dường cho vị A-la-hán đó mà đời này á, Tích Sa được chứng quả A-la-hán. Và cũng cho ông bẻ chân rồi bẻ cánh chim, cho nên bị quả báo của thân thể lở loét, đau đớn đến tận xương tủy như vậy. Qua câu chuyện này chúng ta thấy chỉ vì đời trước Tích Sa bẻ chân và bẻ cánh chim mà đời này bị quả báo thân thể lở loét và đau đớn đến tận xương thủy. Và cũng nhờ kiếp trước ông biết cúng dường cho một vị A-la-hán mà kiếp này ông cũng chứng được quả A-la-hán trước khi viên tịch. Thì đúng là nhân nào quả nấy, làm lành thì gặp lành, làm ác thì gặp ác, không có sai. Và một câu chuyện khác ở trong kinh Tiểu Bộ có chép là tại thành Vương Xá đó, có một người bị bệnh hủi đó, hay là bệnh phong hay bệnh cùi gì đó cũng thế, tên là Subhabuddha, nghèo khổ khốn cùng. Một hôm anh thấy mọi người đang tụ tập chỗ Đức Phật để nghe pháp, thì anh cứ tưởng là nơi đó đang bố thí thức ăn. Anh liền đi đến để kiếm ăn. Khi anh đi đến thì thấy Đức Phật đang thuyết pháp cho mọi người nghe, anh thất vọng. Tuy nhiên sau đó anh nghĩ thôi thì lỡ đến đây rồi, ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp luôn. Sau khi nghe xong thì anh liền giác ngộ và đi đến chỗ Đức Phật để đảnh lễ, rồi bạch rằng: thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín,
chỉ đường cho những người lạc hướng, đem ánh sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chính pháp của Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Đức Phật nghe xong hoan hỷ hứa khả và giảng pháp cho anh nghe. Anh cũng rất hoan hỷ, đảnh lễ Đức Phật rồi ra đi. Lúc anh vừa ra khỏi trú xứ của Đức Phật thì bị một con bò hút vào người, chết tại chỗ. Khi biết được việc này, các thầy tỳ kheo bạch với Đức Phật: vì sao mà người hủy Supa Buddha lại bị bò hút chết thê thảm như vậy? Đức Phật liền kể về tiền kiếp của anh là một triệu phú. Một lần nọ anh đi ngang qua khu vườn, thấy một vị Phật độc giác đang đi vào thành khất thực. Anh nghĩ vị Phật này là người hủi đi xin ăn, nên anh đã nhổ nước miếng, sau đó bỏ đi. Do hành động này mà anh bị quả báo nhiều đời ở nơi địa ngục. Hết địa ngục, anh xin làm người tại thành Vương Xá này, với cái thân thể cùi hủi, nghèo đói, ăn xin, khốn cùng như thế. Hôm nay nhờ anh biết nghe pháp, phát tâm trong sạch, có lòng tin đối với Tam Bảo và nguyện thọ trì giới pháp, cho nên sau khi mạng chung được sinh về cõi trời hưởng sự tốt đẹp của phước báo chư thiên. Qua cái câu chuyện của người hủy Supa Buddha này, chúng ta thấy rất rõ nhân quả của việc khinh khi một vị Phật độc giác như thế nào. Cho nên người học Phật phải tin sâu nhân quả, tránh việc ác, làm điều lành để hiện đời cũng như đời sau được hưởng quả báo tốt đẹp. Khi chúng ta nhìn một quả mít thì biết rằng trước đây có gieo hạt mít thì mới lên cây mít, rồi ra quả mít. Khi chúng ta nhìn thấy quả ớt, biết rằng trước đây có gieo hạt ớt, lên cây ớt, ra quả ớt. Khi chúng ta nhìn thấy quả chanh thì biết rằng trước đây có gieo hạt chanh, lên cây chanh, ra quả chanh. Khi chúng ta nhìn thấy trái khổ qua thì biết rằng trước đây có gieo hạt khổ qua, mới lên cây khổ qua, rồi ra trái khổ qua. Như vậy nhìn quả thì biết nhân, không có kết quả nào mà không có nguyên nhân. Muốn ăn ngọt, ăn chua, ăn cay, ăn đắng là do mình gieo hạt giống. Gieo hạt giống nào thì lên cây đó, ra quả đó, chắc chắn là không sai. Việc anh tu bị ung bướu ở mặt như vậy chắc chắn phải do một nguyên nhân nào đó ở trong quá khứ hoặc hiện tại gây ra. Vì có nhân thì mới có quả, không thể tự nhiên mà có quả được. Cũng sinh ra làm người, tại sao người ta không bị ung bướu trên mặt? Mình cũng sinh ra làm người, tại sao mình lại bị ung bướu ở trên mặt như vậy? Người học Phật thì không tin ở Thượng Đế hoặc là ông thần, ông thánh nào đó trừng phạt mình hoặc là ban phước cho người khác cả. Mà chúng ta phải tin nhân quả do chính mình gieo nhân và cũng do chính mình phải nhận lấy cái hậu quả đó. Tất nhiên nếu quý vị hỏi thầy chứ anh tu bị ung bướu ở mặt là do tạo nhân gì thì thầy cũng chịu thua, không thể nói chính xác được. Có thể như thầy đã trình bày ở phần trên là do anh đập đầu cá, cũng có thể là do quá khứ anh hay đánh vào mặt người ta hoặc là tát tay vợ, tát tay con, sưng mặt, cho nên bây giờ phải bị quả báo ung bướu ở trên mặt như thế.
Đây chỉ là căn cứ ở trên kết quả mà thầy đoán nguyên nhân. Còn chính xác hay không thì phải gặp Đức Phật hoặc là những vị mà đã chứng quả A-la-hán rồi thì mới rõ được. Ở trong kinh Trung Bộ có ghi một hôm Đức Phật ở thành Xá Vệ tại Tinh Xá Kỳ Viên, có một anh thanh niên đến hỏi Phật: "Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau lại có người liệt, có người ưu, có người đoạn thọ, có người trường thọ, có người nhiều bệnh, có người ít bệnh, có người xấu sắc, có người đẹp sắc, có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn, có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn, có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý, có người trí tuệ yếu kém, có người trí tuệ đầy đủ. Đức Phật dạy các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loại hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Rồi Đức Phật nói rộng ra: người nào hay sát sinh á, chuyên sát hại đã thương, không có lòng từ bi đối với các loại chúng sinh, sau khi mạng chung sẽ sinh cõi dữ, ác thú, địa ngục. Hết ác thú được sinh làm người thì bị chết yểu. Người nào từ bỏ sát sinh, có lòng từ bi, biết tàm quý, sau khi thân hoại mạng chung sinh vào thiện thú, cõi đời này được trường thọ. Người nào hay não hại đánh đập các loài hữu tình, sau khi mạng chung sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Hết ác thú được sinh làm người phải bị nhiều bệnh tật. Người nào không não hại đánh đập các loài hữu tình, sau khi mạng chung sinh về thiện thú, cõi đời này được ít bệnh. Người nào hay phẫn nộ, sân hận, bất mãn, sau khi mạng chung bị sinh vào ác thú, hết ác thú sinh làm người xấu sắc. Người nào không phẫn nộ, không sân hận, sau khi mạng chung sinh về thiện thú, cõi đời này được đẹp sắc. Người nào hay tật đố với người khác, sau khi mạng chung sinh vào ác thú, hết ác thú sinh làm người có quyền thế nhỏ. Người nào không có tâm tật đố với người khác, sau khi mạng chung sinh về thiện thú, có đời này thì có quyền thế lớn. Người nào mà không biết bố thí cúng dường cho sa môn hay bà la môn, sau khi mạng chung sinh vào ác thú, hết ác thú sinh làm người thì có tài sản nhỏ. Người nào có tâm bố thí cúng dường cho các sa môn và bà la môn, sau khi mạng chung sinh về thiện thú, có đời này có tài sản lớn. Người nào có tâm kiêu mạn, không cung kính các bậc trưởng thượng, sau khi mạng chung đọa vào ác thú, hết ác thú sinh làm người thuộc gia đình hạ liệt. Người nào mà không có tâm kiêu mạn, thường cung kính đối với các bậc trưởng thượng, sau khi mạng chung được sinh về thiện thú, cõi đời này ở trong gia đình cao quý. Người nào mà gặp các sa môn hay bà la môn không chịu học hỏi để biết đúng sai phải trái, để thực hành đem lại lợi ích lâu dài, khi mạng chung sinh vào ác thú, hết ác thú sinh làm người với trí tuệ yếu kém. Người nào gặp các vị sa môn hay bà la môn mà chịu khó học hỏi để biết đúng sai phải trái, để thực hành đem lại lợi ích lâu dài,
Thì sau khi mạng chung, sinh về thiện thú có đời này được đầy đủ trí tuệ. Qua lời dạy này của Đức Phật, chúng ta thấy rất rõ nhân nào quả nấy. Nhân sát sinh thì quả chết yểu, nhân phóng sinh thì quả trường thọ, nhân não hại đánh đập quả nhiều bệnh tật, nhân không não hại đánh đập thì quả ít bệnh tật, nhân phẫn nộ sân hận thì quả xấu sắc. Xấu sắc nghĩa là cái hình tướng của mình không được đẹp. Nhân không phẫn nộ sân hận thì quả đẹp sắc. Ai mà muốn sau này mình được đẹp thì đừng có sân hận. Sân hận thì hiện tại cũng xấu rồi, đời sau lại càng xấu nữa. Nhân tật đố thì quả quyền thế nhỏ, nhân không tật đố thì quả quyền thế lớn, nhân không bố thí cúng dường thì quả tài sản nhỏ, nhân biết bố thí cúng dường thì quả tài sản lớn, nhân kiêu mạn không cung kính thì quả hạ liệt, còn nhân không kiêu mạn biết cung kính thì quả cao quý, nhân không học hỏi thì quả trí tuệ yếu kém, còn nhân chịu khó học hỏi thì quả trí tuệ đầy đủ. Phật dạy nhân quả rất rõ ràng. Chỉ tiếc có một điều là cái anh thanh niên thời đó, nếu mà hỏi Phật nguyên nhân nào mà người ta bị quả báo ung bướu ở trên mặt, thì bây giờ có lẽ thầy sẽ dễ dàng trả lời cho quý vị, đúng không? Thật ra thì nhân quả của con người tạo thiện ác rất nhiều, khó mà biết hết được. Ngay như ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nói về các loại cây ăn quả thôi, chúng ta còn chưa biết hết, huống gì là nhân quả mà con người tạo ra. Nếu chúng ta lấy tất cả cây rừng làm bút, tất cả nước biển làm mực, thì cũng không thể viết hết được nhân quả nghiệp báo của chúng sinh. Đức Phật cũng chỉ nói một số nhân quả thiện ác thông thường thôi. Còn những nhân quả thiện ác vi tế thì không thể nói hết được. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về nhân quả nghiệp báo thì nên tìm cuốn kinh Nhân quả ba đời. Trong đó Đức Phật kể tương đối nhiều. Bây giờ thầy sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện nhân quả ở Việt Nam. Có cái cô tên là Huỳnh Thị Quy, quê ở Trà Vinh, sống bằng nghề làm ruộng, cuộc sống cũng khá là cực khổ. Khi đến tuổi trưởng thành thì cô kết hôn với một người cùng quê tên là Trần Văn Tê, thì hai người sống với nhau có được hai con gái và một cậu trai. Cô mưu sinh bằng nghề là mua bán heo. Mua bán heo được vài năm kiếm được nhiều tiền khấm khá, nên hai vợ chồng cô kiêm luôn vừa mua heo mà vừa mổ thịt bán tại chợ. Thì mọi thứ đều suôn sẻ nên hai người mở luôn một cái lò sát sinh. Một phần giết mổ lấy thịt giao sỉ, một phần đem đến sạp tại chợ bán lẻ. Cuộc sống cứ như vậy được vài năm. Nghiệp báo đầu tiên xuất hiện đó là lúc cô đang mang thai đứa bé gái. Cổ của cô tự nhiên nổi một cái cục bướu. Gia đình mới đưa cô lên Sài Gòn để mổ. May cho cô là cái bướu lành tính. Bây giờ cô vẫn chưa hiểu gì về quả báo của mình. Sau đó thì về lại Trà Vinh thì cô vẫn tiếp tục làm heo bán. Cô lại có thai đứa bé trai và sinh khó, cho nên phải mổ. Sức khỏe lúc đó càng lúc càng yếu. 3 tháng sau đó thì tự nhiên máu ở trong người cô ra rất là nhiều, như là bị băng huyết vậy đó. Cô ngất xỉu.
người nhà phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, tưởng chừng như là không thể qua khỏi. Bác sĩ đã truyền máu và mổ cho cô lấy một cái khối u khác nữa, đem ra ngoài và may vết thương lại. Trong khi đó thì con trai cô bệnh liên tục, một tháng bị động kinh tới 3-4 lần, sức khỏe thì không được tốt. Kể từ thời gian này trở đi á, gia đình cô luôn xảy ra những cái chuyện vợ chồng bất hòa, rồi con cái thì bệnh hoạn. Chồng cô lúc này có tiền cho nên sinh ra ăn chơi nhậu nhẹt, có nhiều đêm không về nhà, nên cái gánh nặng công việc và gia đình đổ dồn cho cô. Càng ngày tinh thần và thể xác của cô càng sa sút. Nhân duyên đầu tiên giúp cô biết Phật Pháp là vào năm 2004. Cô có đến chùa gần nhà để thỉnh một sư cô về tụng kinh, tẩn liệm cho mẹ mình. Rồi sư cô mới thấy gia đình giết mổ heo như vậy, mới khuyên cô không nên sát sinh hại vật trong lúc tang lễ. Vì làm như vậy người mất không có lợi, mà người sống cũng sẽ bị quả báo đau khổ ở nơi địa ngục. Thì cô nghe qua hết hồn, vì cô giết tới 5 con heo để đãi những người phụ đám, và cũng là để thể hiện sự báo hiếu lần cuối đối với mẹ. Biết việc làm của mình sai cho nên cô sợ, nên nhờ sư cô mới tổ chức cúng dường trai tăng hồi hướng cho mẹ. Trong 49 ngày cô thường xuyên đến chùa tụng niệm và nghe Phật Pháp. Cô quy Tam Bảo với pháp danh là Diệu Minh, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ được nghề sát sinh. Lúc này chồng cô hoàn toàn giao phó việc mổ giết heo, bán heo gì đó cho cô quản lý. Một thời gian sau nữa thấy trong người khó chịu, cô đi khám và phát hiện bị u nang, là u ác tính, phải mổ và vô thuốc xạ trị. Lúc này người cô gầy ốm mà tóc rụng hết, không có mọc nổi. Do sức khỏe kém lại thiếu máu trầm trọng nên bác sĩ cho cô tạm về nhà nghỉ dưỡng một tuần rồi mới vào viện điều trị tiếp. Cô cứ hết bị mổ thiếu máu rồi lại tiếp tục bệnh, bị khối u rồi lại mổ, cho nên hễ nghe đến từ mổ là sau này cô sợ khiếp vía luôn. Về sau cô lên Sài Gòn điều trị tiếp, sự đau đớn do bệnh tật hành hạ cô rất là dữ dội. Có một bữa thay vì nằm trong phòng ở bệnh viện thì cô xách giỏ đi lang thang tìm một ngôi chùa gần đó. Tự dưng có một cái gì đó vô hình đưa đẩy cô bước vào một ngôi chùa ở quận 10 để xin vào để lạy Phật. May mắn là cô lại gặp ngay thầy trụ trì, và cô đã kể hết về cuộc đời mình cho thầy nghe. Sau đó thầy bảo con có thấy không, gieo nhân nào gặt quả đó. Chỉ đến khi bị ung thư đau đớn mổ xẻ liên tục thì con mới biết đó là nỗi khổ đau của chúng sinh hàng ngày bị con hành hạ giết chết. Nghiệp báo đến không có thể trách ai, tự mình làm thì tự mình chịu, và làm khổ lây đến con cái, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Khi con giết con vật nó đau đớn cùng cực, thì con sợ chết thì nó cũng sợ chết, nó oán hận tràn ngập và thần thức của nó cứ lãng vãng xung quanh con chờ báo oán. Chỉ có tu hành niệm Phật, ăn chay phóng sinh, hồi hướng cho các chúng sinh đó thì may ra có chút lợi ích. Nghe thầy giảng chi tiết thì cô bắt đầu hiểu rõ lý do vì sao mà mình bị ung thư.
Vì sao mà con cái mình lại thường ốm đau bệnh tật? Vì sao mà gia đình mình không có hạnh phúc? Cô bắt đầu chấp nhận quả báo và không rên la nữa, chỉ chăm lo niệm Phật. Rồi khoảng thời gian vô thuốc, trong người nóng nảy bứt rứt, rất là đau đớn khổ sở. Nhưng nhờ hiểu được nhân quả rồi nên cô nghe lời thầy dạy, cố gắng niệm Phật nhiều hơn nữa. Sau đó thì bác sĩ lại cho cô về nhà nghỉ dưỡng tiếp. Lần này cô thường qua ngôi chùa cô quy y lúc mẹ cô mất để tụng kinh. Và duyên đưa đến là cô gặp quyển kinh Nhân Quả Ba Đời. Đọc xong cô mới rõ tất cả đều là nhân quả, nghiệp báo. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, không sai. Trước khi lên bàn mổ lần thứ 5, cô khấn cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giúp cho cô cơ hội quay trở về làm lại một con người tốt, không sát sinh hại Phật, lo tinh tấn tu hành để lấy công đức hồi hướng cho những chúng sinh bị cô giết chết. Sau khi mà vô đủ toa thuốc lần thứ 8, về nhà từ đó trở đi cô quyết định ăn chay trường, từ bỏ việc sát sinh, tinh tấn tu hành niệm Phật. Từ khi bỏ hẳn nghề làm heo và lo tinh tấn tu hành thì tâm cô không còn lo sợ và cũng không có gặp ác mộng như trước. Thì chồng cô thì hồi trước rất là ngang tàn, thì bây giờ lại chuyển đổi thì biết đi chùa tụng kinh niệm Phật giúp đỡ người khác. Đầu năm 2007 trên mũi cô lại nổi một cái mục rất là đau nhức và cứ to dần. Cô lên bệnh viện Hòa Hảo xét nghiệm thì được báo là nang. Bác sĩ cho uống thuốc 15 ngày lên mổ lấy nang ra. Cô nghe nói nang là thấy mệt rồi, nhưng đã tu hành thì hiểu quả báo nên chấp nhận. Thì cô về nhà niệm Phật. Mỗi lần niệm thì cô lấy cái tay vuốt vuốt lên cái nang trên mũi ấy. Và nhờ có niềm tin trong sạch đối với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và cũng nhờ sự hỗ trợ của thuốc mà chưa đầy 15 ngày sau thì có một buổi sáng vào 4 giờ cô dậy công phu niệm Phật thì không có nhìn thấy cái nang ở trên lỗ mũi nữa. Cái sự nhiệm màu này đã làm chuyển hóa cả gia đình cô. Bây giờ thì cả nhà đều quy y Tam Bảo tu hành niệm Phật, thân tâm bình an và cuộc sống được ổn định. Như vậy thì nói tóm lại, người Phật tử chúng ta phải tin sâu nhân quả, tránh ác làm lành, tu nhân tích đức, giữ tâm ý trong sạch, để hiện đời và đời sau mình được thân tướng tốt đẹp, ít bệnh tật, sống trường thọ, giàu có, an vui, hạnh phúc. Chúng ta nên nhớ cuộc đời của mình hạnh phúc hay đau khổ, giàu hay nghèo, sang hay hèn, thọ hay yểu, thông minh hay ngu dốt, đẹp hay xấu, khỏe hay bệnh, vân vân, đều do mình tạo ra. Nhân nào quả đó, không sai. A Di Đà Phật.